Thưa quý vị và các bạn, nằm tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, Hưng Yên có rất nhiều lợi thế để quảng bá xúc tiến du lịch, đồng thời tiêu thụ các loại nông sản cho giá trị kinh tế cao. Ngoài đi theo các đoàn lữ hành đến tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại Hưng Yên, hàng năm tỉnh đón hàng chục nghìn du khách của thành phố Hà Nội du lịch trên sông Hồng, tham quan khu làng nghề tại huyện Văn Giang, đền Đa Hòa, xã Bình Minh và đền Hóa, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, nghe hát chống quân Dạ Trạch. Đây là những công trình di tích có kiến trúc đặc sắc gắn với thiên tình ca bất tử của Đức Thánh Chử Đồng Tử và Công Chúa Tiên Dung, đồng thời thăm các trang trại gà Đông Tảo, một giống gà quý dùng để tiến vua ngày xưa. Tiếp đó, các du khách tham quan khu di tích đặc biệt quốc gia Phố Hiến, thưởng ngoạn các vườn nhãn khi vào mùa nhãn. Cuối năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tham gia sự kiện Không gian Văn hóa Du lịch Hưng Yên với chủ đề Hành trình khám phá lan tỏa, quảng bá giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế về các điểm đến du lịch nổi tiếng của Hưng Yên tại phố đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hưng Yên cũng nhiều lần tổ chức các tuần lễ phiên chợ nhãn lồng, cam, vải Hưng Yên tại các trung tâm triển lãm để quảng bá và tiêu thụ các sản vật của Hưng Yên tới người tiêu dùng thủ đô Hà Nội.